Thưa các anh chị và các thầy cô, những ngày 20 tháng 11, chúng tôi xin được chia sẻ đến các thầy cô và các vị phụ huynh một tin tức hết sức đặc biệt, đầy tính lạc quan, trái với bầu không khí u ám ngoài kia của chị Lan Anh Điệp gì đó, phải không? Thưa anh chị, một người thầy, một con người thầy rất danh giá và liêm khiết đã được cử làm trợ lý Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đó là giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân. Thế thì mọi người sẽ nói có gì đặc biệt đâu? Thưa các vị, rất đặc biệt, rất đặc biệt. Bởi lẽ thầy Trần Hoàng Ngân đã từng đạp một cuốc xích lô lấy 400 triệu đồng để xây dựng một, góp phần xây dựng một ngôi trường trên đỉnh Vân Kiều cho trẻ em nghèo. Thật là tuyệt vời, tôi xin được phép kể lại câu chuyện đó. Nhưng mới đây nhất thì Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Thật là tuyệt vời, thưa các chị. Và ông Trần Hoàng Ngân, như chúng ta đã biết, đó là nhà giáo ưu tú, là phó giáo sư tiến sĩ. Ông đã từng công tác tại dạy học với tư cách là người thầy ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyển qua rất nhiều cương vị công tác khác trong ngành giáo dục và đại học, và sau đó thì trở thành, như chúng ta đã biết, trở thành thành viên tổ tư vấn kinh tế chính phủ, và bây giờ là mới nhất là Thư ký Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Hoàng Ngân là đại biểu Quốc hội khóa 15 và đã có những ý kiến rất chừng mực về mặt kinh tế tại Quốc hội, góp ý với các kế sách của chính phủ. Ông góp ý một cách rất là dè dặt, rất là dũng cảm trong nội dung, nhưng cách thể hiện rất là dè dặt, làm cho người tiếp thu không phải đỏ mặt đĩa tai như cách góp ý của ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng mà góp ý người nào là bộ trưởng hay là cái gì đó, hay chánh án hay gì đó, hay viện trưởng là đều phải tái mặt hết. Còn ông Trần Hoàng Ngân, ông có những phương pháp trình bày theo kiểu tam đoạn luận của một nhà giáo, nó rất chừng mực và người nghe cũng dễ tiếp thu, dù nội dung nhiều khi nó cũng rất gay gốc. Ông Trần Hoàng Ngân, thưa quý vị, là một người Sài Gòn đúng nghĩa, đi lên bằng chính tài năng và thực học của mình, và không bao giờ lãng quên số phận của những người dân nghèo như chính quá khứ của những người đi đến Sài Gòn để lập nghiệp như chính là ông. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5 2007, nhiều người đi trên đường phố ở Phạm Thế Hiển, Âu Dương Lân, quận 8, Trần Hưng Đạo, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hết sức ngạc nhiên và quái lạ khi thấy ông Trần Hoàng Ngân, tiến sĩ, trưởng khoa ngân hàng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang đạp xích lô, và người ngồi trên là anh Cô Gia Thọ, tổng giám đốc công ty Thiên Long. Thưa anh chị, nó xuất phát từ một bài báo, khi ông Trần Hoàng Ngân đọc được một bài báo về một ngôi trường học ở bản Vân Kiều ở trên núi cao, không có tiền xây trường mà các em đi đến điểm trường trong giá rét như thế nào, thầy cô học vừa dạy vừa học trong một khung cảnh gió lùa qua khe cửa như thế nào, ông rất xúc động và ông đưa ra một lời thách thức rằng nếu ai bỏ ra trường, bỏ ra tiền xây mới ngôi trường cho các em nhỏ ở bản Vân Kiều ở Khe Ngài, Quảng Trị, tôi sẽ đạp xích lô chở người ấy dạo phố Sài Gòn. Và ngay lập tức ông nhà doanh nghiệp Cô Gia Thọ ở công ty Thiên Long đã chấp nhận lời thách thức này và kêu bắt ông ra bằng hàng quay chạy vòng vòng từ quận 8 ra quận Nhất, cái con đoạn đường khó đi qua những cây cầu đầy dốc cao, ăn tiền của nhà của bọ cũng không dễ, làm từ thiện thì cứ làm từ thiện nhưng cũng phải thực hiện đúng lời hứa. Tuy nhiên đối với ông Trần Hoàng Ngân, cuốc xích lô vừa là một hồi tưởng quá khứ, vừa là một lời hẹn với tương lai của chính mình và của đất nước và của các em ở bản Vân Kiều. Ngày trước khi còn ở bên xóm Chỉ, quận 8, ông đã có một thời gian phải đạp xích lô để kiếm tiền đi học. Và bây giờ ông đã thực hiện một
Quốc Sinh Lưu đắc giá giúp đỡ mình 400 triệu đồng và đủ xây 3 phòng học khang trang ở bản Khe Ngài cho trẻ em Vân Kiều. Không chỉ là những lời hứa suông đó, có gì sao Quốc Sinh Lưu đó, ngày 18 tháng 5 năm 2007, ngôi trường tiểu học đơn sơ của hoàng nhỏ Vân Kiều đã được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 9 2007. Ngôi trường đã được hình thành và khánh thành. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã gửi đến món quà đặc biệt với lời đề tặng các em học sinh ở Vân Kiều. Bản Khe Ngài gồm các bộ truyện cổ tích Việt Nam và thế giới, chuyện kể về tuổi trẻ của các thiên tài. Và đó chỉ là một trong những câu chuyện của những người Sài Gòn. Những người Sài Gòn hết lòng vì tương lai của thế hệ trẻ bằng nhiều việc. Có những việc chúng ta thấy vì báo phát hiện đăng như chuyện này, còn có những việc âm thầm của ông Trần Hoàng Ngân nữa. Nhưng với tư cách là người quen biết, là người bạn bè, anh em, chúng tôi không được phép kể những câu chuyện đó ra. Một con người đau đáu vì sự nghiệp phát triển đất nước, tất nhiên cũng vì công danh của mình, sự thăng tiến của cá nhân, nhưng có những việc làm rất thầm lặng, đóng góp không ngưng nghỉ cho tương lai đất nước. Vì ông Trần Hoàng Ngân, một người thầy, đã đi lên bằng sự nghèo khó và tài năng, sự chăm chỉ của mình. Biết rằng đôi lúc con người, nhất là những con người trẻ, cần những bàn tay chìa ra cho mình. Và chỉ cần như thế, đưa qua họ qua một con mương, đưa qua họ một dũng lầy, là họ sẽ phát triển thành một con người đàng hoàng, thậm chí được sáng. Còn không ai, không có bàn tay ấm áp nào đưa ra, có khi họ ngã, gục ngã ngay tại vũng lầy đó. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 20 tháng 11. Xin lỗi, tôi xúc động quá, thì bởi vì tôi cũng là một thầy giáo. Chúng ta, đất nước chúng ta chỉ có thể hưng thịnh khi có những người thầy tốt. Thì thầy cô có vị thế xã hội và gần như lịch sử chính khí Việt Nam đều gắn với những ông thầy. Thưa các chị, xưa Chu Văn Thầy, Chu Văn An, dân thất trảm sớ, nghĩa đồng quỷ thần, dân sớ đòi chém bảy nịnh thần. Gần đây thì có thầy Võ Trường Toản, cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ, không màng danh lợi, hết lòng vì sự nghiệp dạy học trò thành tài thành người. Và trong thời chiến tranh Tây Sơn Nguyễn Ánh, ông Võ Trường Toản đã ẩn dật nơi quê nhà, từ chối mọi điều ban phát, không tham gia vào chính sự. Võ Trường Toản ẩn dật không ra làm quan cho cả Tây Sơn lẫn Chúa Nguyễn hay với bất cứ chính quyền nào khác. Nhưng cụ không ẩn dật với xã hội, với thế hệ trẻ. Ông vẫn mở trường dạy học, dạy sĩ khí cho đồng bào của mình, cho học trò của mình. Thưa anh chị, như chúng tôi đã nói, ông Nguyễn Văn Nên đã chọn mặt gửi vàng, chọn thầy Trần Hoàng Ngân làm trợ lý cho mình. Đó là một chức danh chính thức về mặt đảng và nhà nước rất quan trọng. Và thầy Trần Hoàng Ngân trong suốt cuộc đời của mình, từ một người học sinh nghèo phải đạp xích lô, và bằng thực học của mình đã từng bước có địa vị xứng đáng trong xã hội. Và thầy không bao giờ quên tương lai của thế hệ trẻ bằng câu chuyện như chúng tôi đã kể, một câu chuyện công khai thực hiện một cuốc xích lô đắt giá nhất cuộc đời này, 400 triệu đồng chở ông doanh nghiệp. Và ông doanh nghiệp này cũng bắt ông phải chở thật sự qua con đèo dốc đàng hoàng, rồi xây một trường trên điểm trường Vân Kiều trên núi cao cho các em học sinh nghèo. Thật là xúc động. Và không chỉ có vậy, ông Trần Hoàng Ngân, mà tôi nghĩ rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều kể cả những quan chức ngành giáo dục cũng đã có những đóng góp âm thầm như thế cho thế hệ trẻ. Và chúng ta thấy rằng nếu cuộc đời chỉ là cái xấu xa, sự xấu xa độc ác, thì cái táo, sao cái táo lại nở qua phải không? Tại sao cuộc sống chúng ta lại trường tồn như vậy? Bởi lẽ người Việt nghìn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, và sống qua bao nhiêu thế chế rồi vẫn giữ được căn bổn lương thiện của mình, xây dựng căn nhà của mình, mái ấm gia đình của mình, bà con của mình, anh em của mình và những cộng đồng xung quanh mình, trở thành một cộng đồng lương thiện, giữ cho mình phẩm chất theo kiểu giấy rách phải giữ lấy lề. Và điều đó nó cũng góp phần ngăn chặn những việc xấu xa trong xã hội tiêm nhiễm vào gia đình, vào cá nhân. Nhân dịp 20 tháng 11, chúc mừng vị trí công tác mới của thầy Trần Hoàng Ngân. Xin chúc mừng
các thầy cô, và xin chúc các vị phụ huynh học sinh và các em học sinh học thật tốt. Xin cảm ơn rất nhiều.